Cái món này của sao không biết à, e aí, tudo bem?
Thank you.
Thank you.
đi thì hỏi á, một cái bia là nó đòi hai trăm triệu. Dạ rồi. Ừ, không mắc đâu. Đâu mắc đâu, mắc gì. Đấy, không mắc gì đâu, nhưng mà 350. Đó, gọi bạn. Nhá. Không, có việc đang ở nhà. Em đang ở nhà. Đấy. Triển khai rồi anh. Ừ, đến bên công tác. Bên ban. Nó ta là bên Nam. Bên A vẫn là giám sát ban, vẫn là bên A bên em. Nhưng mà Huy giám sát đấy. Nó triển khai rồi hay sao ấy? Triển khai rồi. Nhà em hả? Gì không? Ừ. Trước. Ừ. Quá nhiều hả? Ủa, mấy cái chỗ mày đưa cho nó 30.000 nó mua chỗ đó mới mua đó, chỗ của em đâu. Mua chỗ của nó, mấy chỗ của em đâu. Đưa cho nó 30.000 mua chỗ khác.
Thank you.